Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 2 ngày, ngày 15 và ngày 17 tháng 8, Tòa Nhân dân đã ra quyết định tử hình hai tên sát nhân sát hại chủ tiệm quán cà phê vô cùng man dợ. Đó cũng là cái kết cho những kẻ tàn ác, sẵn sàng vì lợi ích của mình mà ra tay tước đoạt đi mạng sống của người khác. Chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Ti, sinh năm 1991, ngụ tại Tiền Giang, tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, nạn nhân trong vụ án là chị Oanh, thuê nhà tại ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, làm nơi kinh doanh bán cà phê, massage, gội đầu kích dục. Chị Oanh mở cửa bán cà phê như mọi ngày. Chiều ngày 6 tháng 12 năm 2021, khi chủ nhà tới nơi chị Oanh thuê thấy cửa khép hờ, xe máy của chị Oanh vẫn để trong nhà, nên đi vào xem thì phát hiện chị Nguyễn Thị Oanh nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy lênh láng. Hốt hoảng, chủ nhà chi hô và đưa chị Oanh đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc này, chị Oanh đã tử vong nên chị liền trình báo công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM xác định hung thủ chính là Nguyễn Minh Ti. Ngày 7 tháng 12 năm 2021, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Ti khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Long An. Tại cơ quan điều tra, Ti khai nhận sáng ngày 6 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Minh Ti chuẩn bị đồ đi xin việc làm. Khi đi, Ti có mang dụng cụ sửa máy may và một con dao. Tuy nhiên, do không xin được việc nên Ti quay về. Trên đường về, Ti ghé vào một quán cà phê võng nằm nghỉ. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Ti tiếp tục đi xin việc làm. Khi chạy ngang qua quán cà phê của chị Oanh, thấy chị chủ quán mặc đầm màu hồng gợi cảm, Ti liền quay lại chạy vào quán dò hỏi mua dâm. Bị chị từ quán từ chối, Ti lại yêu cầu được massage và chủ quán đồng ý. Sau khi massage xong chuẩn bị ra về, Ti phát hiện chị Oanh đeo nhiều tài sản, dây chuyền, vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lúc này, Ti rút dao, vòng ra sau, dí vào sau hông chủ quán và đe dọa. Bị chị Oanh chống cự, Ti dùng dao chém vào bên hông trái, khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Sau đó hung thủ còn bóp miệng và dùng khăn đè lên miệng chủ quán cho đến khi nạn nhân bất động. Ti tháo sợi dây chuyền và hai vòng đeo tay màu vàng và tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Ti chạy xe về Tiền Giang, đến tiệm vàng bán vàng cướp được 7,5 triệu đồng. Ngày 7 tháng 12 năm 2021, chưa đầy 24 giờ gây án, Nguyễn Minh Ti đã bị công an bắt giữ. Cũng trong tháng 8, ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Công Minh, 39 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, Long An, về tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, Trương Công Minh nhiều lần đến quán giải khát của chị Huỳnh Hồng Diễm tại xã Long An, huyện Cần Giuộc, nên quen biết và để ý chị Diễm thường đeo nhiều đồ trang sức có giá trị. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2022, Minh đón xe từ TP.HCM đến huyện Cần Đước, rồi ghé chợ mua một con dao nhọn, một cuộn băng keo nhằm mục đích dùng băng keo cột tay, bịt miệng và dùng dao đâm chị Diễm để cướp tài sản. Sau đó, Minh bắt xe ôm đến gần cầu Mông Gà, xã Long An, huyện Cần Giuộc, rồi đi bộ lại quán cà phê của chị Diễm. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục cùng chị Diễm, Minh trả 300.000 đồng và nợ lại 300.000 đồng. Chị Diễm bức xúc vì Minh nợ nên đã chửi Minh. Sẵn có con dao, Minh đâm một nhát vào vùng bụng chị Diễm nhưng bị chị Diễm chụp được con dao. Sau đó, hai người giảng hòa, Minh còn băng bó tay cho chị Diễm. Sau đó, chị Diễm kêu Minh đi về và đi ra phía trước mở cửa, còn Minh đi phía sau. Do sợ chị Diễm ra ngoài cửa truy hô nên Minh quyết định giết chết chị Diễm. Thấy chị Diễm vừa quay ra hướng cửa sắt phía trước nhà thì Minh tiếp tục lấy con dao đâm nhiều nhát từ phía sau khiến chị Diễm nằm gục tại chỗ. Gây án xong, Minh giật sợi dây chuyền trên cổ chị Diễm rồi đi vào sau nhà lục tủ lấy túi sách chứa nhiều trang sức và tiền mặt tẩu thoát. Sợi dây chuyền Minh cướp của chị Diễm được Minh bán tại cửa hàng vàng bạc tại khu vực chợ Rạch Kiến, huyện Cần Đước với giá gần 32 triệu đồng và thuê xe ôm trở đi TP.HCM trước khi trở về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tiếp tục công việc lái xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 48 giờ sau khi gây án, Minh bị bắt khi vừa điều khiển xe về đến ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định sau khi sát hại chị Diễm, bị cáo Trương Công Minh cướp tài sản của chị Diễm với tổng giá trị trên 170 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Trương Công Minh đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt, phạm tội đến cùng nhằm tước đoạt mạng sống của bị hại,
thể hiện không còn tính người, không thể cải tạo, giáo dục thành người có ích. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo để xử phạt về tội giết người. Đồng thời, bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm về tội cướp tài sản. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Công Minh mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Minh phải chịu mức án tử hình. Ở một vụ án khác, chiều ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử bị cáo Ma Văn Chiến, sinh năm 1996, trú tại xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, và bị cáo Hoàng Văn Kính, sinh năm 1996, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản, được quy định tại điểm G, khoản 1, điều 93, khoản 1, điều 133 và khoản 1, điều 138 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng truy tố, khoảng 22 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2016, Ma Văn Chiến và Nguyễn Văn Kính đi đến nhà G1 tập thể Hào Nam. Chiến đã lấy dao, găng tay, khẩu trang đưa cho Kính, rồi cả hai đi lên tầng 2 để chờ cơ hội ra tay cướp tài sản. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Chiến phát hiện thấy chị Ngô Thị Thu Hường, chủ quán cà phê La Coffee ở đầu ngõ 32A, phố Hào Nam, nơi mà trước đây Chiến đã có thời gian làm thuê, đang đeo túi sách đi đến nhịp cầu thang từ tầng 2. Ngay lập tức, Chiến ra ám hiệu cho Kính lao ra khống chế chị Hường. Chị Hường vùng chạy lên chiếu nghỉ lửng của tầng 2 thì bị Kính đuổi kịp rồi tiếp tục dùng dao khống chế. Chị Hường chống cự nhưng bị Kính vật ngã sấp xuống chiếu nghỉ. Lúc này, Kính đã dùng gối trái để đè lên vùng thắt lưng rồi lấy tay trái bịt miệng chị Hường. Thấy vậy, Chiến từ chỗ nấp ở tầng 2 đã chạy lên dùng dao đâm một nhát vào vùng thắt lưng trái của chị Hường, đồng thời giật túi sách nhưng không được. Kính đã dùng dao đâm thêm một nhát nữa vào vùng lưng của chị Hường. Chị Hường vùng vẫy lật ngửa người lên và cắn vào ngón tay út của Kính. Kính buông tay ra rồi đâm liên tiếp vào vùng bụng, phần thân trên chị Hường. Chiến cũng dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Hường. Lúc này, chồng chị Hường nghe tiếng động ở cầu thang nên đã mở cửa đi ra. Thấy có người, Chiến đã giật chiếc túi sách của chị Hường rồi cả hai cùng bỏ chạy. Chồng nạn nhân đã đuổi theo, tuy nhiên không đuổi kịp nên đã hù cướp rồi quay lại thấy vợ mình nằm giữa cửa ra vào phòng 303. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Hường đã tử vong do mất máu cấp. Tổng giá trị tài sản Chiến và Kính cướp được của chị Hường là 34.950.000 đồng. Trước đó, Chiến và Kính còn có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà hàng Hoàn Long Tiểu, gồm một con cá rồng, 5 chai rượu ngoại, một chiếc song nhôm, một thẻ ATM, một ba lô có tổng giá trị tài sản là 12.272.000 đồng. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.